Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bão Francine đổ bộ, sức gió 155 km/h, Mỹ báo động khẩn cấp về lũ quét. Báo điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, theo hãng CNN, bão Francine đã đổ bộ vào bang Louisiana vào tối ngày 11 tháng 9 với cường độ bão cấp 2 nguy hiểm, khiến khoảng 190.000 hộ gia đình mất điện và cảnh báo lũ lụt trên diện rộng. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết bão Francine đổ bộ vào quận Terrebonne ở rìa phía nam bang Louisiana, cách thành phố Morgan City khoảng 30 dặm 50 km về phía tây nam. Với sức gió mạnh nhất liên tục gần 100 dặm một giờ, 155 km/h, cơn bão sau đó đã tấn công trực diện một vùng ven biển của Mỹ, khu vực đã từng trải qua các cơn bão tàn khốc vào năm 2020 và 2021. Cảnh sát trưởng thành phố Morgan City, ông Arvin Cockerham cho biết, cơn bão tấn công nhanh chóng đã làm ngập được phố, làm đứt đường dây điện và đổ cành cây. Thành thật mà nói, tình hình tệ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Tôi đã kéo tất cả xe tải trở lại đồn. Quá nguy hiểm khi ở ngoài đó, ông Cockerham nói. Bản tin truyền hình từ các cộng đồng ven biển cho thấy, sóng từ các hồ, sông và vùng nước vịnh gần đó đập vào các bức tường biển. Nước tràn vào các đường phố và khu dân cư trong thành phố giữa những trận mưa như chút nước. Cây sồi và cây bách nghiêng mình trong gió lớn và một số cột điện đung đưa qua lại. Tình trạng mất điện đã xảy ra ở bang Louisiana trong nhiều giờ kể từ sau khi bão đổ bộ lan rộng khắp phía đông nam Louisiana. Trên trang web theo dõi powerroutage.us, tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến hầu hết nhà cửa và doanh nghiệp ở vùng ven biển gần nhất. Bà Laura Lepwick, một người dân Mỹ hiện đang trú ẩn tại nhà mẹ cô ngay bên ngoài thành phố Morgan City, cho biết những cơn gió mạnh đã cuốn trôi hai ngôi nhà bên ngoài. Cô có một máy phát điện cung cấp năng lượng để kết nối Internet và trò chuyện video với bạn bè, thậm chí thỉnh thoảng đưa cả máy tính cá nhân lên cửa sổ cập nhật tình trạng nước tràn vào đường phố. Nếu cơn bão dữ dội hơn nữa, tôi sẽ không đủ can đảm để nhìn ra ngoài, bà Lepwick, 40 tuổi, cho biết. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cũng kêu gọi người dân ở lại nơi trú ẩn qua đêm khi cơn bão di chuyển vào đất liền. Đường đi của cơn bão dự kiến sẽ đến New Auckland, nơi các nhà dự báo cho biết mắt bão có thể đi qua. Bão Francine bắt đầu từ vịnh Mexico, mạnh lên thành bão cấp 2 với sức gió 155 km/h trước khi đổ bộ vào đất liền. Cơn bão bắt đầu suy yếu khi vào đất liền, giảm xuống còn bão cấp 1 trong vòng chưa đầy 2 giờ, với sức gió mạnh nhất là 85 dặm một giờ, 140 km/h. Bão Francine tiếp tục di chuyển về phía đông bắc với tốc độ nhanh 17 dặm một giờ, 28 km/h trên đường hướng đến New Auckland, cách đó khoảng 55 dặm, 90 km. Dự báo cơn bão sẽ yếu hơn nữa khi tiến về phía bắc qua Mississippi vào ngày 12 tháng 9, với lượng mưa trên diện rộng trong những ngày tới có thể gây ra lũ quét ở các thành phố bao gồm Jackson, Mississippi, Birmingham, Alabama, Memphis, Tennessee và Atlanta. Nó cũng làm tăng mối đe dọa của lốc xoáy. Các bang Louisiana và Mississippi, Mỹ có thể có lượng mưa từ 4 đến 8 inch, 10 đến 20 cm, với khả năng lên tới 12 inch, 30 cm ở một số nơi. Ông Brett Reynard, một chuyên gia cấp cao về bão tại Trung tâm Bão nói, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry lưu ý lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ sẽ hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Francine. Họ hỗ trợ thực phẩm, nước, huy động gần 400 xe lội nước, khoảng 100 thuyền và 50 trực thăng để ứng phó với cơn bão, bao gồm cả các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn có thể xảy ra. Theo kênh truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh cơ bản của Mỹ, The Weather Channel, kể từ giữa thế kỷ 19, khoảng 57 cơn bão đã đi qua hoặc đổ bộ vào bang Louisiana. Morgan City, nơi sinh sống của khoảng 11.500 người, nằm trên bờ sông Atchafalaya ở phía nam bang Louisiana và được bao quanh bởi các hồ và đầm lầy. Trang web của thành phố mô tả, thành phố là cửa ngõ vào vịnh Mexico cho ngành công nghiệp đánh bắt tôm và khai thác dầu mỏ. Trước diễn biến của cơn bão, Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi nhanh chóng huy động các biện pháp hỗ trợ bang Louisiana. Trước đó, Thống đốc Louisiana Jeff Landry và Thống đốc bang Mississippi Ted Rivet cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở địa phương. Điều này sẽ cho phép chính quyền liên bang hỗ trợ nhân lực, tài chính trong trường hợp xảy ra thiệt hại nghiêm trọng do bão tại bang Louisiana. Hỗ trợ của chính quyền liên bang có vai trò then chốt trong nỗ lực cứu người và tài sản, ông Landry tuyên bố trong thông điệp cảm ơn sau khi Tổng thống Biden ban bố tình trạng khẩn cấp.
Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Mississippi ngày 11 tháng 9 cũng cho biết họ đã di chuyển hơn 100.000 bao cát đến phía nam của tiểu bang. Một số trường học ở bang đã tạm thời đóng cửa vào hai ngày 11-12 tháng 9 để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhiệt độ nước biển tăng làm bão Francine mạnh lên. Theo báo tin tức, giới chuyên gia cho biết nước ấm ở vịnh Mexico đã làm cho bão Francine mạnh lên nhanh chóng, gây nguy hiểm hơn khi đổ bộ vào bang Louisiana, Mỹ. Nước biển ấm là yếu tố cần thiết để hình thành và tăng cường bão. Nhiệt giúp nước bốc hơi nhanh hơn, tiếp thêm nhiên liệu cho bão và tạo ra nhiều mưa hơn. Cơn bão Francine hiện nay đã đi qua vùng nước có nhiệt độ bề mặt cao hơn mức trung bình, có nhiệt độ khoảng 30-31 độ C. Mức nhiệt ở tầng nước sâu hơn bên dưới biển cũng đóng vai trò quan trọng khi bão qua. Gần đây, tầng nước này đã ấm lên kỷ lục. Theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Trường Khoa học Biển, Khí quyển và Trái đất Rosenstiel của Đại học Miami, ông Brian McNondy, lớp này hiện giữ nhiệt nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong thập kỷ qua, và bão Francine đã đi qua một vùng xoáy nước đặc biệt nóng. Tuy nhiên, chuyên gia McNondy cho biết, rất may là Francine vốn không phải là cơn bão lớn, nên không tác động đến nước ở tầng sâu hơn tại vịnh Mexico. Hơn nữa, gần bờ biển, nước mát hơn một chút so với mức trung bình, nghĩa là có ít năng lượng hơn để khiến cơn bão tăng cấp. Theo chuyên gia trên, đây là tin tốt. Ngoài ra, theo ông Bob Smerbeck, một nhà khí tượng học cao cấp tại AccuWeather, không khí khô gần đó đã làm suy yếu sự phát triển của bão. Mặc dù vậy, gió là một điều kiện để cơn bão mạnh lên nhanh chóng. Vào chiều ngày 10 tháng 9, bão Francine có sức gió 105 km/h. Một ngày sau, sức gió đã lên tới 161 km/h. Kiểu thay đổi nhanh chóng này có thể khiến bão trở nên nguy hiểm hơn, nhanh hơn, gây bất ngờ trên đường đi của nó. Nhà nghiên cứu về bão tại Đại học Princeton, đồng thời là giám đốc Viện Môi trường High Meadow, ông Gabriel Vecchi cho biết, các mô hình dự báo cho biết hiện tượng này sẽ trở nên phổ biến hơn nhiều trong thế kỷ 21 khi tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục gia tăng. Trước đó, các nhà dự báo thời tiết Liên bang Mỹ dự đoán một mùa bão dữ dội, bão Berin hình thành sớm hơn dự kiến vào cuối tháng 6 và đạt cấp 5. Nhưng vào giữa mùa thu, hoạt động của bão khá ôn hòa, chỉ có 6 cơn bão được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương này. Chuyên gia nghiên cứu bão và khí hậu tại Đại học Miami, ông Robert Webb cho biết tháng 8 năm nay đặc biệt yên tĩnh. Tuy nhiên, ông cảnh báo nhiệt độ ấm hơn ở vịnh Mexico sẽ tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho các trận bão. Mặc dù vậy, các nhà dự báo liên bang cho rằng với hiện tượng La Nina, nhiệt độ bề mặt nước sẽ mát hơn ở một số vùng của Thái Bình Dương, nhờ đó sẽ giảm gió và suy yếu bão. Bão Francine đổ bộ vào khu vực từng bị bão Ida tàn phá. Theo tạp chí Tri thức, cảm giác run rẩy sợ hãi của cư dân Louisiana, Mỹ khi nghe đến đường đi dự kiến của bão số 6 Francine có lẽ bắt nguồn từ ký ức kinh hoàng từ Ida, cơn bão lớn gần nhất đã tấn công tiểu bang này, gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ và để lại hậu quả tàn khốc vẫn còn ảnh hưởng rộng rãi nhiều năm sau đó. Francine đã tăng cấp siêu tốc, dự kiến sẽ cắt theo một đường đi tương tự như cách cơn bão Ida đã làm vào năm 2021, theo New York Times. Giới chức địa phương kêu gọi sơ tán người dân ở các cộng đồng ven biển, trường học đóng cửa và bao cát được phân phát trước khi cơn bão đổ bộ vào bang. Ida đã mạnh lên đáng kể, đổ bộ vào cảng Fortune, Louisiana với cường độ bão cấp 4, với sức gió tối đa 241 km/h. Có một sự trùng hợp đau đớn là Ida đã đổ bộ vào đất liền vào ngày 29 tháng 8, đúng ngày kỷ niệm 16 năm cơn bão lịch sử Katrina tấn công Louisiana. Sự xuất hiện của Francine đã chấm dứt thời gian hỏa hoãn với những cơn bão dữ. Người dân không được tận hưởng sự yên bình quá lâu sau giai đoạn đặc biệt khắc nghiệt đối với Louisiana vào năm 2020 và 2021. Vào năm 2020, bão Laura và Delta đã tấn công góc tây nam của tiểu bang. Bão Zeta cũng đến với cường độ bão cấp 3 vào năm đó và mắt bão đã đi qua New Orleans, thành phố lớn nhất của Louisiana. Đối với khu vực của tiểu bang có nguy cơ chịu sự tàn phá lớn nhất từ Francine, thì Ida đã là cơn bão gây ra nhiều chấn thương nhất cho vùng đất này. Ida gây ra lũ lụt và phá hủy nhà cửa, để lại một vệt tàn phá kéo dài đến New York. Ở Louisiana, phần lớn thiệt hại tập trung ở New Orleans và khu vực xung quanh, đặc biệt là ở quận Jefferson, Paris, nằm ngay phía tây của thành phố. Sự tàn phá của cơn bão đã khiến mọi thứ ngưng trệ suốt nhiều tuần, rác không được thu gom ở một số khu vực New Orleans, tạo ra mùi hôi thối khủng khiếp và giỏi sinh sôi. Rác thải sinh hoạt ôi thiêu, thịt, sữa, sốt mayonnaise đã nằm trong cái nóng 32 độ C
trên đường phố gần 3 tuần. Sau khi giúp dọn rác từ bên ngoài nhà của người dân, Oliver Thomas, cựu thành viên hội đồng thành phố đã sốc trước mùi hôi thối không thể tin được bao phủ New Auckland sau cơn bão Ida. "Tôi chưa bao giờ thấy những con giỏi to như thế này", Thomas nói với Washington Post. Nhưng có lẽ hậu quả lâu dài nhất mà Ida gây ra là chi phí bảo hiểm tăng vọt, gây ra cuộc khủng hoảng với ngành công nghiệp sau cơn bão. Các nhà cung cấp bảo hiểm đã phá sản hoặc rời khỏi tiểu bang, những công ty còn lại đã tăng giá, cao đến mức trong một số trường hợp, chủ nhà không đủ khả năng chi trả bảo hiểm, dẫn đến việc tịch biên nhà. Đến năm 2024, căn nhà của John Langford và chồng cô, Charlie Langford, vẫn còn dấu vết hư hại từ cơn bão ác mộng cách đây 3 năm. Côn trùng bò qua các vết nứt từ phòng giặt chưa hoàn thiện ở phía bên kia bức tường tạm bợ, mặc dù cô đã nhét tấm ván xốp vào khung cửa. Họ đã mua bảo hiểm thông qua America's Insurance Co., một công ty bảo hiểm khu vực nhỏ với các chính sách tập trung ở phía nam Louisiana dễ bị bão. Khi Ida xé toạc mái nhà của họ, khiến nước mưa tràn vào phòng giặt, Jessica John Langford đã nộp đơn yêu cầu bồi thường. Đến mùa hè năm sau, John Langford vẫn chưa nhận được đủ tiền để hoàn thành việc sửa chữa. Trong khi đó, các viên chức nhà nước đã bắt đầu thanh lý America's, một trong 12 công ty bảo hiểm ở Louisiana cuối cùng sẽ phá sản. Jones Langford đang phải vật lộn dưới sức nặng của chi phí tăng cao. Phí bảo hiểm của cô tăng vọt từ 1.877 USD vào thời điểm xảy ra cơn bão Ida lên 7.200 USD ở hiện tại, khiến cho khoản nợ hàng tháng của cô tăng từ 1.400 USD một tháng lên 2.300 USD. Dân số ở những khu vực đó đã giảm sau cơn bão. New Auckland và khu vực xung quanh có mức giảm dân số mạnh nhất trong bất kỳ khu vực đô thị nào trên cả nước trong giai đoạn 2020-2023, theo ước tính của cuộc điều tra dân số. Vùng đô thị đã mất 45.000 cư dân trong 3 năm sau cơn bão, giảm 4,3%, chủ yếu do cư dân rời khỏi giáo xứ Auckland và Jefferson. Mỗi giáo xứ đó đã mất hơn 20.000 cư dân do di cư đến các vùng khác của tiểu bang hoặc cả nước. Các chuyên gia cho rằng sự suy giảm này là do cơn bão và tác động tài chính của nó. Theo tờ NOLA, sự sụt giảm dân số không phải là điều bất ngờ. Một số khu vực của New Auckland, chẳng hạn như St. John, bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi cơn bão Ida và cuộc khủng hoảng tiếp theo trên thị trường bảo hiểm và giá bảo hiểm nhà ở và bảo hiểm lũ lụt tăng vọt đã khiến một số người trong khu vực gặp khó khăn trong việc duy trì nhà cửa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.